بعض الناس هدانا الله وإياه يعلق يضع عند باب البيت أو في السيارة، يضع رأس ثور أو عين أو كف. نعم. Một số tín đồ họ đặt lên những cái ngôi nhà của mình hoặc là ở trong xe của mình những hình ảnh tượng trưng cho sự tâm linh nào đó. أو أشياء من البحر. أشياء أصداف كذا، حجارة من البحر، أشياء من البحر. نعم. Và một số những cái vật thể họ lấy từ biển hay là từ một nơi nào đó và họ tin rằng điều đó sẽ tạo ra may mắn cho họ. أو بعض الخرق القديمة السوداء يضع على باب البيت. Hoặc là những cái vật thể gọi là những di vật, những cái vật thể đã cũ nát và họ tin rằng điều đó sẽ phù hộ cho họ, mang lại may mắn cho họ và họ để nó ở trước cửa nhà mình. أو نعل قديمة أكرمك الله، نعل حذاء يضع عند باب البيت قديم يعلقه. نعم. Và như thời xưa họ lấy những đôi dép xưa và họ đặt trước cái ngôi nhà của mình, trước cửa nhà của mình để mang lại may mắn. لماذا تضع هذه الأشياء؟ Và tại vì sao chúng ta lại làm những điều đó؟ قال حتى تدفع العين، حتى لا تأتي الحسد، حتى إذا جاء إنسان نظر إلى هذه الأشياء خلاص لا يحسد هذا البيت أو لا يحسد السيارة. نعم. Mục đích họ tin rằng điều đó sẽ ngăn cản được những cái ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh hoặc từ những con ma con quỷ. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت ولديه أولاد ولديه دواب ولم يضع شيئا من هذه الأشياء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم có vợ, có con, có gia đình, có mọi thứ, nhưng النبي محمد صلى الله عليه وسلم chưa bao giờ làm những điều đó, chưa bao giờ đặt những thứ đó trước cửa nhà mình. من يحفظ لنا هذه الأشياء؟ من يحفظنا ويحفظ أشياءنا وأولادنا؟ Và ai là người đã bảo vệ những điều đó cho chúng ta, bảo vệ con cái của chúng ta, gia đình của chúng ta, cuộc sống của chúng ta? Ai? Allah سبحانه وتعالى. Đó chính là Allah سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن نضع هذه الأشياء لأنها من الشرك. Bởi thế nên chúng ta không nên làm những điều đó, không nên để những cái vật thể đó ở trước nhà của mình và tin tưởng vào những cái điều đó.